Quý vị và các bạn thân mến, trong khi ngưỡng mộ bóng đá trên toàn thế giới, hướng mọi ánh nhìn đến với đất nước Đức, nơi tổ chức vòng chung kết bóng đá châu Âu Euro 2024, thì ở một diễn biến nào khác, Argentina cùng với 15 đội bóng còn lại sẽ thi đấu để tranh tài chức vô địch của giải đấu năm nay. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ đến với lịch thi đấu cũng như là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp Copa America 2024. Copa America 2024 sẽ được diễn ra tại đất nước Hoa Kỳ từ ngày 21 tháng 6 cho đến ngày 14 tháng 7 năm 2024. Và giải đấu lần này có một điều là vô cùng đặc biệt, đó là lần thứ 2 trong lịch sử giải đấu có quy mô rộng, gồm 10 đội bóng đến từ khu vực Nam Mỹ và 6 đội tuyển tới từ khu vực CONCACAF theo dạng khách mời. Như vậy là Copa America 2024 sẽ có 16 đội và 16 đội bóng sẽ được chia làm 4 bảng, mỗi bảng là 4 đội. Bảng A gồm có đội tuyển Argentina, đội tuyển Peru, Chile, Canada. Bảng B có Mexico, Ecuador, Venezuela và Jamaica. Bảng C có đội tuyển chủ nhà Mỹ, Uruguay, đội tuyển Panama và đội tuyển Bolivia. Tại bảng D có đội tuyển Brazil, Colombia, Paraguay và cuối cùng là đội tuyển Costa Rica. Ở giải đấu này thì đương kim vô địch đó chính là đội tuyển Argentina sau khi đánh bại được đội tuyển Brazil trong trận đấu chung kết vào năm 2021. Đây chắc chắn là một điều vô cùng đáng nhớ đối với những fan hâm mộ của Lionel Messi, vì giải đấu năm 2021 đó chính là danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Lionel Messi trong màu áo của đội tuyển quốc gia Argentina. Theo thể thức thi đấu thì các đội sẽ thi đấu theo vòng tròn một lượt để tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào đến vòng đấu tứ kết và sau đó là bán kết và chung kết để chọn ra đội vô địch. Có một điều vô cùng thuận lợi đối với cổ động viên bóng đá Việt Nam khi mà khung giờ thi đấu của Copa America rất là hợp đối với múi giờ của Việt Nam, khi mà các trận đấu đều được diễn ra vào mỗi buổi sáng từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7. Theo siêu máy tính Opta dự đoán thì đội tuyển Argentina sẽ là đội bóng có cơ hội lớn nhất để có thể đăng quang chức vô địch của giải đấu năm nay khi có đến 30,8%. Trong khi đó thì đội tuyển Brazil, một giải đấu không có sự xuất hiện của Neymar, cầu thủ có thể nói là cuối cùng nằm trong thế hệ vàng của Seleção còn sót lại không góp mặt. Chính vì thế mà 23,3%, đó chính là những dự đoán đến từ siêu máy tính Opta dành cho đội tuyển Brazil có thể đăng quang chức vô địch tại giải đấu năm nay. Xếp ở vị trí thứ 3 có thể vô địch tại giải đấu, đó chính là đội tuyển Uruguay với 12,6%. Mặc dù được tổ chức trên sân nhà, thế nhưng đội tuyển chủ nhà Mỹ chỉ được đánh giá là 7,1% có thể cơ hội đăng quang vô địch tại giải đấu. Mà bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lịch thi đấu cụ thể của tất cả các trận đấu tại vòng bảng của Copa America. Trận đấu đầu tiên sẽ là cuộc đụng độ giữa nhà đương kim vô địch của giải đấu Argentina với đội tuyển Canada vào lúc 7 giờ ngày 21 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Đến ngày 22 tháng 6 cũng vào lúc 7 giờ, đội tuyển Peru sẽ có trận đấu với đội tuyển Chile. Ngày 23 tháng 6 thì sẽ có hai trận đấu. Vào lúc 5 giờ thì Ecuador sẽ gặp Venezuela. Sau đó thì vào lúc 8 giờ thì đội tuyển Mexico sẽ gặp Jamaica. Ngày 24 tháng 6 cũng sẽ có hai trận đấu. Vào lúc 5 giờ sáng theo giờ Việt Nam thì đội tuyển Mỹ sẽ đối đầu với Bolivia. 8 giờ thì đội tuyển Uruguay sẽ chạm trán với đội tuyển Panama. Ngày 25 tháng 6, vào lúc 5 giờ, Colombia sẽ gặp đội tuyển Paraguay. 8 giờ thì đội tuyển Brazil sẽ có trận đấu với Costa Rica. Lượt trận thứ hai sẽ được bắt đầu từ ngày 26 tháng 6. Vào lúc 5 giờ thì đội tuyển Canada sẽ gặp đội tuyển Peru. 8 giờ thì Chile sẽ đối đầu với đội tuyển Argentina. Ngày 27 tháng 6 sẽ có hai trận đấu. Vào lúc 5 giờ thì Ecuador sẽ gặp Jamaica. Mexico sẽ đụng độ với Venezuela vào lúc 8 giờ. Ngày 28 tháng 6 vào lúc 5 giờ, Panama sẽ gặp đội tuyển Mỹ. Vào lúc 8 giờ thì đội tuyển Uruguay sẽ đối đầu với đội tuyển Bolivia. Đến ngày 29 tháng 6 vào lúc 5 giờ theo giờ Việt Nam, Colombia sẽ có trận đấu với đội tuyển Costa Rica. Sau đó thì vào lúc 8 giờ, đội tuyển Brazil sẽ gặp đội tuyển Paraguay. Lượt trận thứ 3 thì đội tuyển Argentina sẽ có trận đấu với đội tuyển Peru vào lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 6. Cùng vào cùng giờ đó thì đội tuyển Canada sẽ gặp đội tuyển Chile. Ngày 1 tháng 7 vào lúc 7 giờ sẽ có hai trận đấu. Đội tuyển Jamaica sẽ gặp Venezuela, trong khi đó thì Mexico sẽ chạm trán với đội tuyển Ecuador. Ngày 2 tháng 7 vào lúc 8 giờ sẽ có hai trận đấu. Bolivia sẽ gặp đội tuyển Panama. Cùng vào cùng giờ đó thì đội tuyển chủ nhà Mỹ sẽ đối đầu với đội tuyển Uruguay. Ngày 3 tháng 7 sẽ có hai trận đấu được diễn ra vào lúc 8 giờ. Brazil sẽ có trận đấu gặp đội tuyển Colombia. Đội tuyển Costa Rica sẽ gặp đội tuyển Paraguay cùng vào cùng giờ đó. Vòng tứ kết sẽ được diễn ra từ ngày 5 tháng 7 cho đến ngày 7 tháng 7. Theo đó thì 3 trận đấu được diễn ra vào lúc 8 giờ và trong đó có 1 trận đấu được diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng. Vòng bán kết sẽ được diễn ra trong 2 ngày, mùng 10 tháng 7 và 11 tháng 7. Các trận đấu đều được diễn ra vào khung giờ là 8 giờ sáng. Trận tranh hạng 3 được diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 14 tháng 7. Trận chung kết cũng được diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 15 tháng 7. Điều quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam vào lúc này là chúng ta sẽ theo dõi Copa America 2024 tại đầu. Kênh nào sẽ phát sóng trực tiếp?
thì chúng tôi cũng xin phép được cập nhật một tin vui mới đây đã gửi tới cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi mà kênh truyền hình vệ tinh Ca Cộng đã sở hữu được bản quyền của Copa America với trọn vẹn 32 trận đấu được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng nền tảng mà Ca Cộng sở hữu bản quyền. Chính vì thế mà chúng ta có thể dễ dàng để lựa chọn để theo dõi. Sau tất cả thì quý vị và các bạn hãy để lại dự đoán đội bóng nào sẽ vô địch Copa America năm 2024 này ở dưới mục bình luận để cho chúng ta cùng nhau trao đổi. Nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được kết quả bảng xếp hạng lịch thi đấu của Euro 2024, Copa America 2024 tại đây. Xin chào!